Xin chào cả lớp. Hôm nay thầy tiếp tục giới thiệu với cả lớp sang cái lệnh tiếp theo. Đó là cái lệnh tạo phông chữ và xuất chữ vào bản vẽ. Rồi, thì đầu tiên tạo phông chữ và xuất chữ vào bản vẽ là gì? Thầy để cho các bạn xem một cái bản vẽ mẫu nha. Đây, ví dụ thế này. Đây, sau này ví dụ đi làm, các bạn sẽ có các cái bản vẽ như thế này. Các bạn thể hiện các bản vẽ. Thì để ghi chú, các bạn thấy chữ đấy không? Đây, kính trắng dây 8 ly này, mai vạt cành này, kính trắng dây 8 ly mai vạt cành. Đây. Đây, cửa đi D1 này, mặt cắt AA này, cắt 222. Đây, cửa đi D3 này. Thì để có những cái chữ này ấy, thì các bạn phải tạo phông chữ và sau đó sử dụng lệnh xuất chữ vào bản vẽ. Đây. Ví dụ đây, mặt bằng tầng 1 đúng không? Đấy, hoặc là khung tên đây. Đó, thì để có những cái này thì các bạn phải tạo phông chữ và sử dụng các lệnh để xuất chữ vào trong bản vẽ này. Rồi, bây giờ ta sẽ đi tạo phông chữ. Bây giờ ta sẽ tạo phông chữ nha. Nào, các bạn ghi nào. Một chấm. Ghi thêm một lớn đi, một lớn chấm. Tạo phông chữ và xuất chữ vào bản vẽ chấm. Enter xuống dòng. Ta sẽ đi vô trường hợp một nhỏ chấm tạo phông chữ. Tạo phông chữ. Phông chữ tức là tạo cái phông mà để ta viết ấy, muốn viết được chữ vào trong kẹt là phải có cái phông, được chưa? Rồi nào, nhập lệnh, nhập lệnh et t nhá, enter, nhập lệnh et t enter xuống dòng. Đây, bây giờ thầy nhập song song thì các bạn dễ nhìn này, et t enter, các bạn nhập luôn. Chơi thì máy thấy nó hơi chậm. Này các bạn nhập luôn nhá, add tên tới để nó lên lên cái bảng để các bạn hình dung luôn nhá. Add t enter. Rồi. Đây các bạn này. Sau khi bạn nhập add tên tới, nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại này đúng không? Text style đúng không? Rồi, ta ghi add tên tới. Gạch dấu dòng xuất hiện hộp thoại, hộp thoại gì đây? Đây, text style này, thấy chuột thấy đứa đấy không? Chuột thấy đứa này, text style đúng không? Có nghĩa là các kiểu chữ text style, có nghĩa là các kiểu chữ, các kiểu chữ, các kiểu chữ. Rồi tiếp theo ta sẽ tạo các kiểu chữ nha. Đầu tiên này, để tạo kiểu chữ mới tích chuột vào nút new, các bạn thấy chữ new đấy không? Đấy. Để tạo kiểu chữ mới phải tích chuột vào nút new chấm, nút new này anh em tích vào nha, tích vào nút new, tích vào nút new, thấy chưa? Mũi tên xuất hiện new text style. Đây, mũi tên xuất hiện new text style, các bạn ghi tích vào luôn. Rồi mũi tên, mũi tên xuất hiện new text
style. Đấy, có nghĩa là kiểu chữ mới, đấy chưa? New text style có nghĩa là kiểu chữ mới. Kiểu chữ mới. Rồi. Đây, xuất hiện new text style đây, có nghĩa là kiểu chữ mới đây. Bây giờ ta đặt tên cho kiểu chữ vào style name. Đặt tên cho kiểu chữ vào style name. Ví dụ thầy đặt là chữ tiêu đề, các bạn đặt luôn nhé, chữ tiêu đề. Chữ tiêu đề. Rồi. Ghi điểm này. Mũi tên tiếp theo này. Đặt tên cho kiểu chữ. Kiểu chữ tại dòng style name. Này. Mở ngoặc đó là chữ tiêu đề chẳng hạn. Viết lên không dấu cũng được nhé. Chữ tiêu đề chẳng hạn. Rồi. Xong cái nè, các bạn nhớ nè. Tích hợp vào nút new này. Thay xuất hiện hộp thoại new text style này, được chưa? Để tạo cái chữ mới thì ta đặt tên vào chữ style name, ví dụ chữ tiêu đề, được chưa? Rồi, đặt xong bấm OK, đóng hộp thoại. Đấy, các bạn thấy chữ tiêu đề đã được tạo ra chưa? À, rồi, ta ghi tiếp. Đặt tên xong. Đặt tên xong. Bấm OK. À, rồi, Enter xuống dòng. Cách, rồi. Tại dòng, phông name. Các bạn chưa thấy phông name không? Phông name. Này, chưa thấy gì này? Tại dòng phông name là chọn phông cho kiểu chữ. Tại dòng phông name. Phông name ONT NAME là chọn phông. Chọn phông. À, chậm. Tích vào dấu V chọn tham human tí mẹ new man. À, đây anh em tích của dấu V này, đánh như tí, đánh như tơ y. À, rồi tham new human lên chưa? Này, tích chuột chọn tham new human. Rồi tiếp tục. Tiếp tục này. Phông sai là kiểu chữ. Phông sai. F O N T S T L là kiểu chữ. Kiểu chữ này. À, kiểu chữ ở đây các bạn chú ý nhá. Nếu các bạn chọn regular tức là kiểu chữ bình thường, đây các bạn thấy không? Đây. Còn nếu chọn là bold, bold là đậm này, chữ viết đậm lên được chưa? Bold này, chữ đậm lên, thấy chưa? À. Còn nếu bold italic là vừa đậm vừa nghiêng, thấy chưa? Còn italic là nghiêng. Đấy thì ở đây ta để viết thường thôi, chọn regular. Rồi. Hay là chiều cao chữ. Hay chiều cao chữ. HEIGHT hay chiều cao chữ. Chiều cao chữ ở đây này có nghĩa là các bạn thích chữ cao bao nhiêu thì các bạn nhập vào đây, được chưa? Sau này trong bản vẽ A3 hoặc A4 thì thầy sẽ chỉ cho cái tiêu chuẩn họ quy định chiều cao chữ. Còn bây giờ ta đang vẽ vu vơ thì các bạn cứ nhập cho thầy khoảng 200. Rồi. Nhập khoảng 200. Nhập khoảng 200. Rồi. Sau đó bấm apply. Bấm apply. Và bấm close để đóng hộp thoại. Rồi. Xuống dòng. Bấm apply. Phải bấm close.
để đóng hộp thoại. Chấm. Ok. Bấm apply, bấm close để đóng hộp thoại. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái chữ tiêu đề này, các bạn thấy không? Đấy, chúng ta đã tạo chữ tiêu đề này. Này, để kiểm tra chúng ta đã tạo được chữ tiêu đề hay chưa thì các bạn đưa chuột lên thanh công cụ phía trên này, chỗ biểu tượng chữ A và cái bút đấy không? Đây, tại biểu tượng chữ A và cái bút này, các bạn tích vào dấu V này. Đấy, standard là kiểu chữ mặc định này, còn chữ tiêu đề mình vừa tạo ra này, tích vào đây. Đây là chúng ta đã tạo được cái chữ tiêu đề. Được chưa? Rồi. Bây giờ ta sẽ đi vào phần xuất chữ vào bản vẽ, được chưa? Ta phóng chữ xong rồi đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ 2 chấm xuất chữ. Xuất chữ. Vào bản vẽ. Enter xuống dòng. A nhỏ. Chấm. Xuất một dòng chữ. Một dòng chữ vào bản vẽ. Xuất một dòng chữ vào bản vẽ nha. Rồi, tức là chúng ta chỉ ghi một cái dòng giống như là mặt bằng tầng 1 chẳng hạn, đúng chưa? Thì ta chỉ xuất một dòng chữ. Rồi, nhập lệnh. Nhập lệnh DT Enter. Nhập lệnh DT Enter. Rồi. Đầu dòng. Vạch đầu dòng thứ nhất, tích chuột. Tích chuột. Chọn điểm thứ nhất của dòng chữ. Rồi, tức là điểm đầu tiên mình muốn viết cái dòng chữ ở điểm nào thì ta chỉ chuột vào điểm ấy, thì đó là điểm đầu tiên của dòng chữ. Rồi, xuống dòng. Bật F8. Nhớ nha, bật F8 là mục đích để viết chữ ngang hàng nha. Kéo sang phải. Kéo sang phải. Chọn điểm thứ hai của dòng chữ. Của dòng chữ. Đây, tức là các bạn muốn viết theo kiểu chữ Việt Nam là các bạn viết từ trái qua phải đúng không? Thì các bạn tích chuột cho điểm đầu nè, bật F8. Bật F8 là mục đích để viết chữ ngang hàng nè, các bạn xéo lên dòng xuống dòng nè, kéo sang phải. Đó, nhập điểm thứ hai của dòng chữ, được chưa? Rồi. Còn nếu các bạn kéo thẳng đứng xuống thì là chữ sẽ viết theo chiều thẳng đứng nữa nè, mà kéo sang trái là chữ viết ngược lại nè. Đấy, thì các bạn kéo thế nào thì chữ sẽ viết theo chiều như vậy. Rồi, nhập văn bản vào. Rồi, chấm. Bây giờ ta thực hành nhá. Các bạn nhìn này. Trước khi xuất chữ thì các bạn đưa chuột đến biểu tượng cái bút với chữ A này, thấy không? Tích vào đây, chọn chữ tiêu đề, nhớ chưa? Trước khi xuất chữ thì đưa chuột đến biểu tượng cái bút đấy này và chữ A, tích vào dấu V đằng sau này, tích vào chữ tiêu đề, thấy chưa? Rồi, bây giờ nhập lệnh này. Nhập lệnh nha. Bây giờ nhập lệnh DT Enter. DT Enter, được chưa? Rồi nè. Tiếp theo là gì? Tích chuột chọn điểm thứ nhất của dòng chữ, tích một cái này. Rồi, kéo sang phải này, bật F8 này. Đó, nhấp điểm thứ hai này. Rồi, bây giờ thấy nhấp nhảy đấy chưa? Bây giờ nhập vào thôi. Muốn viết hóa thì bấm cặp lốc nhập nào. Cặp lốc này, viết hóa này, mặt bằng. Mặt bằng tầng 1. Đấy. Enter một lần, enter hai lần. Đấy, Z cách A cách lăn con chuột, các bạn thấy chưa? Mặt bằng tầng 1. Đấy. Đây là xuất một dòng chữ nha. Thấy không? Đấy. Tiếp theo, ta xuất một đoạn văn bản. Rồi, B chấm xuất một đoạn chữ vào bản vẽ. Tức là chúng ta xuất một cái mảng chữ luôn, một mảng chữ giống như mảng chữ thay đăng ký này. Đó. Thì làm thế nào? Nhập lệnh. Nhập lệnh MT
M T N T rồi xuống dòng, xuống dòng gạch đầu dòng tích chuột, chuột tròn điểm thứ nhất của đoàn văn bản, tích chuột tròn điểm thứ nhất của đoàn văn bản. Điểm đầu tiên ấy, rồi bạn rồi xuống dòng kéo chuột theo đường chéo, tròn điểm đối diện, giống như là vẽ hình chữ nhật nhá, tròn điểm đối diện. Rồi xuống dòng nhập văn bản vào, rồi nha. Bây giờ ta cùng thực hành này. Đấy, thì trước khi xuất bằng lệnh MT thì các bạn cũng phải để là trừ tiêu đề này nha, đưa chuột điểm biểu tượng cho bút chữ A này, tích vào dấu V chọn trừ tiêu đề này. Còn nếu không chọn trừ tiêu đề này là không ra trừ đúng này, nhớ chưa? Rồi ta nhập này MT Enter của thầy thì kế thầy nhá, thầy nhập MT kế thầy, của các bạn chỉ cần nhập MT thôi, MT Enter được chưa? Tích chuột tròn điểm thứ nhất này, kéo chuột theo đường chéo, các bạn thấy chưa? Này nhìn này, kéo theo đường chéo giống như hình chữ nhật đấy. Nhập điểm thứ hai, rồi các bạn nhập trừ vào thôi. Ví dụ này, ghi chú, rồi nó cũng có thể ship hai chấm này, đấy. Muốn gạch gì đi thêm bối đen nó này, bối đen nào nó tích có chữ U này, thấy chưa? Rồi lại enter xuống dòng gạch đầu dòng này, đấy, muốn bỏ gạch gì đi thêm bối đen nó này, bỏ lại chữ U đây một lần nữa này, rồi đánh thôi. Ví dụ này, bê tông đá 46 mặt 200. À, ví dụ nếu mà Việt thiếu này, Việt thiếu các bạn cầm cái mũi tên này, thấy cái mũi tên này không? Các bạn cầm mũi tên này kéo ra cho dài, thấy chưa? Rồi xuống dòng này, thép A2 phẩy RA bằng 2800 chẳng hạn, như vậy 2800 kg, kilo newton trên cm vuông đúng không? Ví dụ vậy. Rồi xuống dòng, rồi ví dụ bậc nha, ví dụ tiếp này, bậc mai gra nito chẳng hạn. Đây như vậy, sau khi viết xong các bạn tích chuột ra ngoài bấm ok là xong, được chưa? Đấy, thì đây là xuất một đoàn, một dòng chữ này, còn đây là xuất một đoàn văn bản, thấy không? Thì tùy vào trường hợp nào thì các bạn xuất trường hợp ấy. Còn nếu các bạn muốn chỉnh sửa chữ đã xuất á, thì các bạn tích đúp vào đây này đó, và chọn chữ nào muốn xóa thì là bôi đen và bấm đen té thôi và sửa lại nha. Rồi ok, đấy là xong cái lệnh tạo phông chữ và xuất chữ vào văn vẹn, các bạn luyện tập.